Hôm nay thì Sách Thú Cưng Nhá Ghẻ đang chuẩn bị cho hai bé của em về nhà mới nha. Đây là bé đỏ nâu nè, về Sài Gòn với anh Đỗ. Còn đây là bé trắng kem nha, đã được chị Trang ở Đồng Tháp chốt nha anh chị. Do là shop thú cưng giá rẻ của em là đưa các bé về nhà mới là không có lấy bất cứ khoản cọc nào của anh chị nè, cho nên là khách hàng của em không có sợ bị lừa đảo hoặc là mất cọc, cho nên là được rất là nhiều anh chị ở xa tin tưởng và ủng hộ shop của em à. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và anh chị nào mà mình muốn mua chó giá rẻ bên nhà em á, thì để lại comment bên dưới nha anh chị. Shop thú cưng giá rẻ còn rất là nhiều các bé chưa có chủ mới, rất đáng yêu luôn ạ.